Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Trung đây. Nay Trung sẽ review cho mọi người cái quả kính 800K này nha. À quên, 700K này nha. Xem là nó có cái chất lượng như thế nào. Đầu Trung nó hơi bị hói tại vì mình là giáo sư, mình là tiến sĩ. Đầu bị hói là chuyện bình thường. Thì quả kính này cho các bạn xem này. Nếu mà đưa vào cái camera này thì camera nó không bị cận nha các mọi người nhé. Camera của mình nó không bị cận nên nó không cần phải đeo. Như mình thì phải đeo rồi mình bị cận. Ok không? Nhìn đẹp trai không mọi người? Để mình kiếm cái chân quay xem nào. Kiếm cái đồ nghề của mình này mọi người. Đồ nghề này. Đây chính là đồ nghề của mình nhá. Đây có một cái thiết bị mình không biết nó là cái gì, nhưng mà khả năng đây là cái mà mình không biết luôn. Để mình lấy cái chân chân kẹp cái máy điện thoại của mình vào để mình quay cho các bạn thấy nha. Đồ nghề của mình này. Đây. Đây có cả cái ống nhòm của mình này. Các bạn thấy mình không? Đấy. Rõ nét luôn. Đó, để mình xoắn nào. Mình xem bên nhà bên kia xem có gì nhá. Này zoom hơi bị kín luôn các bạn. À đây cái chân quay của mình nằm ngay đây, mình không để ý các bạn ạ. Rồi giờ mình review cho các bạn xem này. Đây. Cái cọng kính của nó này rất là dẻo luôn. Đây không phải là một cái kính như quảng cáo là người ta bẻ cong hình số 8 đâu nhá, không phải cầm các bạn này nhá, gãy gãy liền. Nhưng ý muốn nói là cái cọng này á, nó làm thon gọn. Bữa trước là mình có mua một cái loại kính mà nó rất là mỏng, tức là từng cái khớp này, cái khớp kính này nó rất là lỏng và cái cọng kính này rất là dày. À, nó không được gọn, khi mà mình đeo vào nó nhìn rất là thô. Nhưng mà khi mà mình có cái quả kính này mình mua dưới cái giá rất đắt, 700 nghìn. Bình thường là mua có 300 nghìn thôi. Nhưng mà sờ vào cái độ bền nó khác ngay. À, ví dụ như cái kính mà 300 nghìn ấy, thì cái gọng của nó không thể nào kẹp chặt được cái lòng mắt này, cái lòng kính này. Nó rất lỏng, mình sờ lên mình có thể di chuyển được nó lúc lúc lắc, nó lắc qua lắc lại. Đấy, nhưng mà cái này thì không, cái này thì chắc rất chắc chắn luôn. Đây, mình lấy ít bông mình xoay. Mình chùi cái này. Các bạn lưu ý nhá, khi các bạn chùi kính ấy thì các bạn đừng có để ý là các bạn đừng có để bụi nó bám đây. Còn lấy tay bạn gạt bụi trước, tức là những cái viên sạn này, viên sỏi ấy. Chứ còn khi mà các bạn chà, dù các bạn lấy bông nhưng mà các bạn đè lên cái viên sỏi đấy có thể nó bị xước kính. Đối với các kính bình thường thì có thể xước, nhưng mà cái kính của mình các bạn biết không? Nó có một cái chức năng rất là đặc biệt. Đố các bạn biết đó là chức năng gì? Đó là chức năng đó là cái chức năng chống xước. Cho dù các bạn lấy kéo hay là những cái vật nhọn các bạn gì vào đây, nó không hề bị xước. Đấy là nhà quảng cáo thế, và cái người làm kính quảng cáo cho mình như thế. Nhưng mà mình chưa dám thử, tại vì khi mà mình đưa một cái dụng cụ nào bằng sắt mình cào đây, cảm giác như nó tiếc tiền các bạn, xót không biết là thực tế là nó như nào, nhưng mà cũng sợ đúng không? Công ty thì các bạn, nếu mà các bạn thử các cái kính của bạn dù nó chống xước hay gì nhưng các bạn vẫn sợ. Rồi tiếp theo mình review cho bạn cái ghim mắt. Ở đây có một cái hai cái cọng kìm mắt này, tức là mình cái chỗ mà để mà nó
nó kê cái mắt này cho nó nằm ở tâm, tức là cái điểm cân bằng. Cái này gọi là cái căn đi, căn mắt. Thì nó được làm màu trong suốt đó, và nhìn rất sang trọng, nhìn nó rất nhỏ mà sang trọng. Đấy, hai là cái điểm nhấn của cái kính này là cái ốp mũi, tức là cái điểm khuyết đây ở giữa đây để gồng qua cái lỗ mũi này, để giữ cái kính của mình đây theo. Đấy, nhìn nó rất là oách luôn, nhìn rất ok luôn. Đó, sorry các bạn, để mình nghe cái điện thoại xem như nào. Nghe lại. Alo, sao đấy? Tao giờ đang nằm nghỉ tí, bọn nó lại gọi đi nhậu tiếp này. Xem đã gần mưa vậy rồi. Để xem nó cứ ngồi ngoài đó đi, tao chạy bọn kia ngồi gọi nhậu, tao vừa ra luôn. Nhá, khoảng 15 phút tôi chạy ra. Bạn mình nó gọi các bạn, nhưng mà thôi, cái làm việc của mình đã tính xong. Này, review cái kính tiếp. Kính của mình thì đó là cái kính của mình. Thôi đùa các bạn ơi. Mình còn review nốt cái chân kính này, tức là cái cài và tụ tai ấy. Bình thường các bạn mua mua đồ rẻ, nhìn cái chỗ cài này nhìn nó thô, nó to lắm các bạn. Nhưng mà tại sao các bạn mình thích đeo kính tròn các bạn biết không? Mình thấy nhiều người họ đeo và họ, mình nhìn á, cái mắt của mình nhìn vào họ cảm giác cái là trẻ trung. Dù các bạn cũng cao tuổi như nào nhưng đeo kính nào nó trẻ đi khoảng cỡ 5-10 tuổi nào gọi luôn. Còn nếu bạn đeo kính vuông ấy, kính vuông của mình đâu rồi, để đâu quên mất rồi. Nếu các bạn đeo kính vuông vào ấy thì nhìn nó thô lắm các bạn, cực kỳ thô luôn, nó vuông vuông. Các bạn cứ tưởng tượng mắt mình mà đeo kính vuông đi, đảm bảo là nó nhìn nó rất là già. Nhưng khi mình đeo kính tròn này vào, đảm bảo là cái mặt của mình nó trẻ đi cả chục tuổi, các bạn có nhận không? Nên là mình lựa chọn là mình sẽ lựa chọn cái kính như vậy. Đợi một tí cho mình check cái màn hình cho nó xem là xong mình thành tính thành công chưa. Đấy, chia sẻ các bạn như thế. Đó. Hai cái đuôi kính của nó rất là mỏng và mềm, dẻo. Cộng kính mình đánh giá cái kính này rất ok các bạn ạ. Nên mua kính này nha các bạn nhé. Các bạn đo ok này. Rồi. Rồi, chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip lần sau. Nhớ mua quả kính đi nhá. Vừa rẻ, vừa chắc chắn, vừa sang trọng. Xin chào các bạn. Đấy.